Xin kính chào quý thầy cô, các em sinh thân mến. Đến với cái tuần 22 lớp 9, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái kiểu bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Kính thưa quý thầy cô, các em, trên bảng của thầy có ba cái đề sau. Mời các em hướng mắt về bảng, chúng ta đọc ba cái đề nha. Đề thứ nhất, cảm nhận của em vẻ đẹp của người lính trong bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu. Đề thứ hai, suy nghĩ của em về hiện tượng gian lận trong thi cử. Và đề thứ ba, suy nghĩ của em về câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn. Trong ba cái đề này, nó có hai kiểu bài nghị luận. Dù như đề một, đó là nghị luận về một tác phẩm văn học. Và đề thứ hai, đề thứ ba, đó là nghị luận xã hội. Cụ thể, ở đề thứ hai là nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Đề ba là nghị luận về một tư tưởng đạo lý. Thầy mời các em chúng ta cùng đọc sách giáo khoa ngữ văn chính để chúng ta xem cái văn bản bền lề mà. Đối tượng chúng ta bàn bạc trong văn bản này đó là cái thói quen lề mề trong cuộc sống. Đây là một hiện tượng xấu đáng phải phê bình. Tiếp, thầy cũng có một cái văn bản trong cái báo cáo liên đội của trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi của chúng ta với phong trào thi đua làm nghìn việc tốt đã được liên đội trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi triển khai tiến hành nhiều hoạt động cụ thể, mà tiêu biểu là hoạt động chăm sóc những khu di tích lịch sử, thăm viếng, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ. Đây là những hoạt động thường xuyên được liên đội duy trì trong nhiều năm qua. Những việc làm đó chính là những nghĩa cử cao đẹp thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam ta. Qua các hoạt động này đã giáo dục cho các em đội viên về truyền thống lịch sử cách mạng của địa phương và những kỹ năng sống, những bài học thực tế sinh động đầy sức thuyết phục, từ đó giúp các em có hứng thú hơn trong các tiết học. Trích trong báo cáo của liên đội trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi. Và đây thầy cũng có hai tấm hình để chúng ta nhìn phía dưới nha. Chúng ta phải dễ dàng phát hiện ra mình trong các hoạt động của dã ngoại và tham quan các di tích lịch sử của năm học 2018-2019 vừa qua. Đây cũng là một cái hiện một cái vấn đề để cho chúng ta nhìn. Nãy bà văn bản bệnh đề mề là một hiện tượng đáng chê trách. Vậy thì cái báo cáo của liên đội trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi về cái phong trào thi đua làm mình việc tốt đây là một hiện tượng đáng khen, ngược lại với cái bệnh đề mề trong cái văn bản chúng ta vừa xem. Và ở đầu kỳ 2 chúng ta tìm hiểu cái văn bản bàn về đọc sách. Đối tượng của chúng ta đây chính là gì? Tầm quan trọng của việc đọc sách. Và mỗi chúng ta cũng sẽ suy ngẫm lại về cái việc đọc sách của mình ngày nay. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng nghị luận là chúng ta có thể bàn về một hiện tượng đáng chê trách, một hiện tượng đáng khen hoặc một vấn đề đáng suy ngẫm trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Các em thân mến, vậy thì mỗi vấn đề đều mang một tầm quan trọng đối với chúng ta. Vậy thì khi chúng ta bàn bạc về một vấn đề nào đó, chúng ta chú ý đến cái bố cục của văn bản. Ở đây thầy mượn cái văn bản bệnh đề này để thầy phân tích cho chúng ta thấy. Này. Thứ nhất, người ta nêu cái biểu hiện của bệnh đề này. Mà có biểu hiện đó nó phải xuất phát từ nguyên nhân. Vậy nguyên nhân là do đâu? Mà khi chúng ta đã khai thác được nguyên nhân thì vấn đề đó sẽ đem đến cho chúng ta cái tác hại như thế nào? Và cuối cùng chúng ta đề ra cho mình một cái giải pháp để chúng ta khắc phục những hiện tượng đáng chê trách như bệnh đề này ở trên. Cụ thể trong văn bản của ha, thường đến muộn trong cuộc họp ấn định vào 8 giờ cho đến mới đến. Biểu hiện thứ hai là sai hẹn trong thể hiện cái việc cái giấy mời hội thảo mời 7 giờ mà mình phải ghi là 6 giờ rưỡi vì trước như thế. Nguyên nhân đó là
không có lòng tự trọng và không biết tôn trọng người khác. Cái thứ hai là ích kỷ, vô trách nhiệm với công việc chung. Tác hại thế nào? Làm hại cho tập thể, cho công việc, mất thời gian của người khác và quan trọng đó là tạo nên một cái thói quen không tốt cho chính bản thân mình. Vậy để giải quyết vấn đề này, đòi hỏi mọi người phải tôn trọng lẫn nhau, tổ chức hội họp một cách hợp lý và yêu cầu mọi người phải thực hiện đúng giờ. Chị Thịnh thấy rõ ràng cái nội dung của sự việc hiện tượng, chúng ta cần phải phân tích được cái mặt đúng, mặt sai, mặt lợi, mặt hại. Chúng ta chỉ ra được nguyên nhân cũng như bày tỏ cái thái độ, ý kiến, nhận định của mình đối với cái vấn đề đó. Ở đây thầy chia cái văn bản ra làm 5 đoạn, đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4 và đoạn 5. Ở lớp 7 chúng ta đã học hai cái phương pháp của thuyết minh, đó là phương pháp thuyết minh một cách về giải thích và thuyết minh ở lớp 7 chúng ta đã có học hai phương pháp nghị luận, đó là nghị luận giải thích và nghị luận chứng minh. Chúng ta thấy cái thầy đường của nhân bản ví dụ. Trong đời sống hiện nay có một hiện tượng khá phổ biến, mọi người đều thấy nhưng thường bỏ qua, đó là bệnh lề mề mà coi thường giờ giấc là một biểu hiện. Cuộc họp ấn định lúc 8 giờ sáng mà 9 giờ mới có người đến. Giấy mời hội thảo ghi là 14 giờ mà mãi đến 15 giờ mọi người mới có mặt. Hiện tượng này xuất hiện trong nhiều cơ quan, đoàn thể và trở thành một bệnh khó chữa. Cách như vấn đề này, đấy chính là lập luận chứng minh mà chúng ta đã học ở lớp 7. Đoạn thứ hai, nêu cái biểu hiện đó ra. Những người lề mề ấy khi ra sân bay, lên tàu hỏa, đi nhà hát chắc là không dám đến muộn. Bởi đến muộn là hại ngay đến quyền lợi thiết thân của họ. Nhưng đi họp, hội thảo là việc chung, có đến muộn cũng không có thiệt gì. Thế là chậm hết lần này đến lần khác và lề mề không sửa được. Đây là lập luận, so sánh, đối chiếu và phân tích. Tiếp, khi mà nêu nguyên nhân, ví dụ như cái đoạn bệnh lề mề suy cho cùng là do một số người thiếu tự trọng mà chưa biết tôn trọng người khác tạo ra. Họ chỉ quý thời gian của mình mà không tôn trọng thời gian của người khác. Họ không coi mình là người có trách nhiệm đối với công việc chung của mọi người. Đây là phương pháp lập luận phân tích. Và cuối cùng, nếu có tác hại, bệnh lề mề gây hại cho tập thể. Đi học muộn, nhiều vấn đề không được bàn bạc thấu đáo, hoặc khi cần là phải kéo dài thời gian. Bệnh lề mề gây hại cho những con người biết tôn trọng giờ giấc, ai đến đúng giờ lại cứ phải chờ người đến muộn. Bệnh lề mề tạo ra một tập quán không tốt, muốn người đến dự đúng giờ nhưng mong muốn giấy mời phải thường ghi giờ khai mạc sớm hơn 30 phút hay 1 giờ. Để làm phòng tác hại này, chúng ta nêu cái lập luận về phân tích. Và để nêu cái giải pháp, ví dụ cái đoạn sau đây. Cuộc sống văn minh hiện đại đòi hỏi mọi người phải tôn trọng lẫn nhau và hợp tác với nhau. Những cuộc họp không thật cần thiết thì không nên tổ chức. Nhưng những cuộc họp cần thiết thì mọi người cần phải tự giác tham dự đúng giờ. Làm việc đúng giờ là tác phong của người có văn hóa. Đây là lập luận phân tích tổng hợp mà chúng ta đã viết đoạn tổng phân hợp rồi. Thì đây là tổng hợp lại cái vấn đề của chúng ta. Và chúng ta thấy rõ ràng khi đưa ra 5 đoạn thế này cũng tạo nên một cái bố cục của bài văn nghị luận. Ví dụ ở đoạn 1 đó là phần đặt vấn đề. Đoạn 2, đoạn 3 và đoạn 4 đã giải quyết vấn đề. Và cuối cùng là kết thúc vấn đề. Bố cục rất chặt chẽ một văn bản nghị luận. Nói tóm lại, nghị luận như một sự việc hiện tượng đời sống là chúng ta bàn về một sự việc hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội. Nó sẽ có mặt đáng khen, đáng chê, hay là chúng ta phải suy ngẫm về cái sự việc hiện tượng đó. Về mặt nội dung, khi chúng ta bàn luận về một sự việc hiện tượng gì đó, chúng ta phải phân tích cho được mặt sai, mặt đúng, mặt lợi, mặt hại. Chúng ta chỉ ra cho người ta thấy được cái nguyên nhân của nó, bày tỏ thái độ, ý kiến cũng như nhận định của chính mình về cái sự việc hiện tượng đó. Về mặt hình thức, lúc nào chúng ta phải chú ý ha. Bài viết chúng ta phải có bố cục mạch lạc, luận điểm rõ ràng, luận cứ xác thực, phép lập luận phải phù hợp, lời văn chính xác, sống động. Về phần hình thức này, phần
luận cứ, thầy đề nghị chúng ta nên cho những ví dụ thiết thực trong cuộc sống xung quanh của chúng ta để thuyết phục người nghe về các sự vật, sự việc, các hiện tượng ở xung quanh chúng ta. Thầy có 4 bức tranh xếp theo thứ tự từ trái qua phải, 1, 2, 3, 4. Thầy mời các em quan sát và cho thầy biết các sự việc, sự vật, hiện tượng được nêu trong bức tranh này. Chúng ta, thầy cũng chắc rằng chúng ta sẽ nhìn thấy nó rất nhiều ở xung quanh chúng ta. Ví dụ, cái bức tranh số 1 là hầu như thầy cho mình là tháng nào cũng phải thực hiện. Đây, một hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Cái bức tranh thứ 2 là thường thấy diễn ra ở một số nơi. Đây, ô nhiễm môi trường. Một vấn đề nữa rất quan trọng đối với mọi chúng ta khi tham gia giao thông, đó là vi phạm an toàn giao thông. Và cuối cùng, một vấn đề để cho chúng ta suy ngẫm hơn nữa, đó chính là nghị lực vượt lên số phận của mình. Ngoài 4 bức tranh này, thầy còn rất nhiều bức tranh. Thầy cũng mời các em tham khảo. Và khi tham khảo các bức tranh này, thầy cũng mong rằng các em sẽ lấy vở ra, ghi nhận lại những cái đề mà em nhìn được qua các bức tranh đó. Cuối cùng, thầy nhắc lại các em một lần nữa về nghị lực một sự việc hiện tượng đời sống, là chúng ta bàn về một sự việc hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội. Nó sẽ có hiện tượng đáng khen, hiện tượng đáng chê hoặc là đáng suy ngẫm trong cuộc sống của mọi chúng ta. Về nội dung, chúng ta phải nêu rõ được sự việc hiện tượng có vấn đề đó. Chúng ta phải phân tích được mặt sai, mặt đúng, mặt lợi, mặt hại, chỉ được nguyên nhân, bày tỏ cái thái độ của chúng ta đối với cái vấn đề mà chúng ta bàn luận. Và về hình thức, chúng ta phải có bố cục mạch lạc rõ ràng, luận cứ phải xác thực, phép lập luận phải phù hợp, lời văn chính xác, sống động. Thầy cũng nhắc lại, khi làm các luận cứ, chúng ta lựa chọn những dẫn chứng xung quanh mình để thuyết phục người khác hơn về vấn đề cần nghị luận. Thầy cũng mời các em nhìn lại một lần nữa về cái kiểu bài nghị luận một sự kiện hiện tượng đời sống bằng cái sơ đồ tư duy. Đây là chúng ta đang bàn về sự việc hiện tượng có ý nghĩa xã hội. Nó sẽ có hai mặt, là đáng khen, đáng chê, hoặc là mặt thứ ba là phải đáng suy ngẫm. Về nội dung, chúng ta phải nêu được là biểu hiện của vấn đề. Chúng ta có 4 yếu tố biểu hiện của vấn đề. Rồi chúng ta phân tích được mặt có lợi, mặt có hại, mặt đúng, mặt sai của nó. Chúng ta chỉ rõ cái nguyên nhân của vấn đề đó, bày tỏ cái thái độ, ý kiến, cái giải pháp của mình. Về hình thức, điều quan trọng nhất là bố cục phải mạch lạc, luận điểm chúng ta rõ ràng. Cái thứ hai là luận cứ phải xác thực và phù hợp. Và cuối cùng là lời văn phải chính xác và sinh động. Và phần thứ hai trong cái tiết hôm nay, thầy muốn hướng dẫn các em, đó là chúng ta chuẩn bị cho bài viết số 5, nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Trước hết, chúng ta quan sát cái dàn ý chung. Các em cũng nên ghi chép lại phần dàn ý chung này để nó là cơ sở để chúng ta thiết lập dàn bài và làm bài viết số 5. Trước hết, chúng thấy rõ ràng là bài viết chúng ta phải có cấu tạo 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Ở phần mở bài, chúng ta phải nêu cho được cái sự việc, cái hiện tượng mà cần bàn luận. Sự việc hiện tượng được nêu ra ở đề bài là gì, chúng ta phải giới thiệu được ở mở bài. Có nhiều cách mở bài, em có thể mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp. Nhưng cơ bản em phải nêu cho được cái vấn đề cần nghị luận trong đây là gì. Về thân bài, chúng ta vẫn giữ 4 con số. Vẫn giữ 4 con số. Thứ nhất là gì? Trước khi đi vào cái biểu hiện vấn đề, chúng ta phải giải thích cho được cái khái niệm. Vấn đề cần nghị luận, chúng ta giải thích bằng hai mặt. Một là nghĩa tường minh,
hai là nghĩa hàm ý của vấn đề. Chúng ta nêu những biểu hiện, những thực trạng đã dẫn đến hiện tượng trên. Khi chúng ta nêu thế, chúng ta sẽ thấy được cái hiện tượng đó nó tác động đến con người, đến xã hội thế nào. Và khi nó đã tác động như thế thì chúng ta sẽ chỉ ra được cái nguyên nhân của sự việc hiện tượng. Chỉ ra nguyên nhân rồi, chúng ta sẽ phân tích mặt đúng, mặt sai, mặt lợi, mặt hại, mặt tích cực, mặt tiêu cực của vấn đề. Mà khi chúng ta đã phân tích được rồi thì cuối cùng là chúng ta phải đưa ra cái giải pháp cho sự vật, sự việc hiện tượng đó. Quan trọng nhất là chúng ta phải liên hệ được với bản thân. Chúng ta rút được bài học gì? Chúng ta thấy được mình ở trong cái vấn đề đó như thế nào? Và chúng ta cho cái hướng khắc phục của mình, hoặc là một ý nghĩa về cái sự việc hiện tượng mà chúng ta bàn bạc. Cuối cùng là phần kết bài. Quan trọng nhất là chúng ta phải đánh giá được cái vấn đề về cần nghị luận mà chúng ta nêu ở mở bài. Mở bài chúng ta đưa được cái sự vật, sự việc hiện tượng cần bàn luận rồi thì cuối cùng kết bài chúng ta đánh giá lại, nó là đáng khen hay đáng chê, hay là đáng suy ngẫm ở chỗ nào. Và sau đó chúng ta sẽ đưa ra cái suy nghĩ, cái thái độ, cái tình cảm của bản thân đối với vấn đề cần nghị luận về sự vật, sự việc hiện tượng. Và cũng trong tiết này thầy cũng gửi đến các em 4 đề để chúng ta tự luyện ở nhà. Ở đây cũng là đề của bài viết số 5. Đề 1: em có suy nghĩ gì về hiện tượng học sinh vi phạm an toàn giao thông rất phổ biến hiện nay? Em có giải pháp nào khắc phục cái tình trạng đó? Chú ý nha, chúng ta không trả lời câu hỏi mà chúng ta xác định cái vấn đề cần nghị luận và chúng ta trình bày theo một bố cục như bài tập làm văn. Chúng ta ở đây không trả lời câu hỏi. Đề 2: suy nghĩ của em về bệnh vô cảm trong xã hội hiện nay. Đề 3: suy nghĩ của em về hiện tượng xả rác trong nhà trường và những nơi công cộng. Cuối cùng, đề thứ 4: suy nghĩ của em về hiện tượng giới trẻ ngày nay dành nhiều thời gian cho mạng xã hội. Thầy nghĩ rằng 4 đề này nó rất thiết thực đối với mọi bản thân của chúng ta. Thầy mong rằng trong quá trình tự luyện, nếu có gì mà các em thắc mắc hoặc cần tìm hiểu thêm, có thể liên hệ trực tiếp với giáo viên bộ môn ngữ văn đang dạy trực tiếp lớp qua cái Zalo hoặc là những kênh thông tin nào đó mà em thầy tiếp cận, để giáo viên có thể hướng dẫn em cụ thể hơn ở những đề bài viết này. Cuối cùng, thầy xin chúc các em thật nhiều sức khỏe, học tập đạt kết quả tốt. Xin trân trọng kính chào.